Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 222 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi lợi dụng cây con của thế giới thụ đã trở về được thế giới Tam Thiên, ở đây lúc này tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng. Hắn được Mễ Soái điều đi hỗ trợ lộ quân xích hỏa ở Mộng Ngũ vực. Hãy cùng muội đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé. Mộng Ngũ vực vị đội trưởng tiểu đội tinh anh xích hỏa ra lệnh cho đội viên của bản thân sau đó cầm trường thương lao thẳng vào đại quân mặc tộc cho dù là chết cũng phải giết một vài kẻ địch nhưng đúng lúc mặc tộc đại quân như hổ đói định lao tới câu xé cơ thể của hắn bất chợt một cỗ năng lượng không gian chấn động bùng lên từng tên mặc tộc miệng phun ra máu tươi chết tại chỗ xảy ra chuyện gì vậy đây là có cường giả đi vào giết hết bọn họ ư ừ. đây là vĩ lực bậc nào chứ ta thậm chí cũng không phát giác được dao động của bao nhiêu sức mạnh chỉ là một đợt sóng gợn Mặc tộc bao vây xung quanh chiến hạm và toàn quân đã bị hủy diệt rồi. Anh khai từ trong hư không bước ra, xung quanh cơ thể hắn còn dao động một cỗ năng lượng không gian vì tốc độ quá nhanh, xem ra mọi người đều không sao. Thấy người tới ứng cứu, vị đội trưởng tiểu đội tinh anh liền hét lớn, "Đúng rồi, Tiểu Ngũ nhanh dừng lại, đừng kích hoạt pháp trận tự bạo nữa." Nhưng người tên Tiểu Ngũ lúc này đang trong trạng thái miệng há hốc, mắt trợn tròn, nước mũi còn chảy, nguy hiểm, Tiểu Ngũ cũng bị dọa cho ngốc luôn rồi ở phía sau vài thân ảnh chậm rãi bước đến mũi thuyền nhìn hư không xung quanh đội trưởng đây là vị tổng trấn nào vậy hừ tổng trấn không có uy thế bậc này lẽ nào là vị dương đại nhân kia hưm vị đại nhân này không phải là bị nhốt vào càn khôn lư rồi sao chứ đối với vị đại nhân này mà nói cho dù là bị nhốt vào càn khôn lư thì đã là gì đâu đương nhiên là sẽ có cách thoát khỏi ai loạn thế xuất hào kiệt vị đại nhân này quay lại mặc tộc e rằng cũng không dễ chịu cho dù có như thế nào, lần này cũng may mà có hắn, nếu không chúng ta chết chắc. Vị đội trưởng suy tư sau đó miệng khẽ cong lên, các ngươi không có suy nghĩ qua chuyện khác sao hả, suy nghĩ cái gì chứ? Vị đại nhân này xuất hiện, có nghĩa là xích hỏa cũng có cửu phẩm tọa chấn, từ trước đến nay. Trên dưới xích hỏa đều mong chờ có thể giống với quân đoàn số 6, sở hữu cửu phẩm của bản thân để tọa chấn. Đáng tiếc, số lượng cửu phẩm chỉ có từng đó, sao có thể được như mong muốn chứ? nhưng lúc này dương khai hiện thân ở mẫu ngũ vực đây không phải nói sau này xích hỏa quân cũng có cửu phẩm ư ước nguyện nhiều năm cuối cùng cũng đã đạt được rồi thì ra là như vậy được rồi chúng ta lập tức hành động thôi chiến hạm thay đổi phương hướng áp sát vào người của bổn chấn mau vâng rất nhanh sau đó dương khai thân ảnh đáp xuống một mảnh càn khôn ở mẫu ngũ vực hơn 600 năm nay không có tin tức nào không những nhân tộc cho rằng mình bị nhốt ở càn khôn lư mà mặc tộc cũng cho là như vậy e rằng mana ra cho dù như thế nào cũng không ngờ được, mình lại hiện thân bất ngờ vào lúc này. Nếu đã như vậy, thế thì mình sẽ dùng tàn sát để tuyên bố rằng đã quay lại, anh đã trở lại rồi đấy, mấy chú em đã rửa sẵn cổ để bị hái đầu chưa, he 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 he. Cùng lúc đó hư không của xích hỏa đông lộ quân, nhánh tiểu đội tinh anh bên này cũng đã bị mặc tộc đại quân bao vây đánh phá, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững được chiến tuyến thì còn có hy vọng. Đại nhân, có một nhóm cường giả mặc tộc đột nhiên từ chính diện đột phi qua đây người dẫn đầu là hai vị ngụy vương chủ là ai vậy hả là kinh xích và hốt ruột ạ à? là bọn chúng ư anh khai xét yên tâm trừ hai ngụy vương chủ nói bọn họ trốn kiểu gì thì ra là có chủ ý này kinh xích và hốt ruột hai vị ngụy vương chủ này cũng là đại họa của xích hỏa quân đông lộ quân bên này nhiều lần cùng với hai vị ngụy vương chủ giao thủ cũng đã từng có bát phẩm kết trận mà chống lại muốn đánh cho bọn họ bị thương nhưng không có một lần nào thành công, ngược lại là tổn thất đến mấy vị bát phẩm. Bọn họ trắng trợn xông vào, ý đồ đã quá rõ ràng, bắt trộm phải bắt kẻ cầm đầu trước, chỉ cần chém chết ta, bên đông lộ qua sẽ giống như đám rồng mất đầu, chết đi cho ta ha ha ha. Đại nhân, nếu tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu nữa đối phương có thể tấn công đến trước mặt của chúng ta, đến lúc đó, người ở trên khu mặc hạm này đều sẽ là lành ít dữ nhiều vị đội trưởng bát phẩm này bàn tay siết chặt lại với nhau giọng nói trở nên vô cùng kiên quyết chấp hành kế hoạch ngọc thạch liều chết cùng địch đi đám đội viên phía sau giật mình đứng lặng đi còn sững ra đó làm gì nữa hả còn không mau đi đi vâng ra lệnh xong vị bát phẩm một mình tiến lên phía mũi thuyền nhìn về hư không hết lớn đến đây ta chính là ở đây ở phía xa xa hai tên ngụy vương chủ thấy thể nở nụ cười đắc ý đây là rõ ràng biết rõ bản thân nhất định sẽ chết cho nên để cho những người không liên quan khác chạy trốn trước hay sao. Từ khi mình nắm giữ quân đoàn xích hỏa quân nhiều năm như vậy, không có làm phụ lòng mong chờ của các tướng sĩ, giết vô số kẻ địch, chiến công hiển hách. Tranh đấu với mặc tộc, đánh xuyên cả nửa đời người của ta, đáng tiếc, trước khi chết lại không có cơ hội chứng kiến thắng lợi cuối cùng của nhân tộc. Hai tên ngụy vương chủ tăng tốc lao đi dẹt dẹt trong hư không, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới vị bát phẩm đội trưởng quay đầu nhìn về những vị huynh đệ vào sinh ra tử với bản thân các vị đời này có thể kể vai tác chiến với các vị chính là vinh hạnh của ta sau ngày hôm nay ngươi và ta liên thủ cùng nhau chiến đấu ở hoàng tuyền vậy ha ha nên như vậy giết chết bọn họ không thể chiến thắng thế thì chết luôn đi đáng tiếc không nhìn thấy kết quả cuối cùng từng cỗ khí thế tức tốc bùng lên nếu đã như vậy thế thì xông lên đám người thúc động toàn bộ sức mạnh của bản thân dung nhập vào chiến hạm Chiến hạm trận pháp tức tốc sáng rực lên điên cuồng hướng về phía trước mà lao tới. Nhìn một màn này hai tên Ngụy Vương chủ khinh thường cười lạnh, nhân tộc hình như luôn có một vài ảo tưởng không được thực tế nhỉ. Hai chúng ta đều là Ngụy Vương chủ, lẽ nào còn cho rằng chúng ta sẽ rút lui hay sao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chiến hạm cùng hai tên Ngụy Vương chủ sắp va chạm, từ bên trên chiến hạm vang lên từng tiếng gầm chói tai, nghiệt xúc, chết đi cho ông, còn có chúng ta nữa, chịu chết đi ha ha ha. Từng đoàn công kích toàn lực của bát phẩm hướng hai tên ngụy vương chủ phóng thẳng tới. Hai tên ngụy vương chủ điên cuồng thúc động mặc chi lực bao trùm toàn thân không những không lùi mà còn đối đầu trực, nực cười, loài người nhỏ bé. Công kích toàn lực của bát phẩm đứng trước thế công của hai vị ngụy vương chủ không hề có tác dụng quá lớn, thân ảnh của hai tên ngụy vương chủ vẫn ầm ầm lao tới, mau, khởi động pháp trận phòng hộ. Một tầng lá chắn phòng hộ tức tốc sáng rực quang mang nhưng chỉ có thể chống đỡ được trong nháy mắt liền đã vỡ nát thành mảnh nhỏ mượn nó, không có pháp trận, thuyền này không đỡ được chút sức đỡ nào, bí bảo cũng bị đánh nát rồi. Ha ha ha, lần này xem các người làm sao chống cự đây, hai tên ngụy vương chủ dừng lại trên không trung ngưng tụ ra công kích của bản thân hợp lực một lần nữa đánh tới tòa chiến hạm. Công kích khủng bố ầm ầm lao đến, đám người trên thuyền có chút tuyệt vọng, giờ phút cái chết sắp đến, trong tay vị bát phẩm đội trường xuất hiện một tấm lệnh bài sau đó ném ra, nếu vậy thì. Bùm một tiếng, khoang thuyền của chiến hạm nổ tung, một luồng ánh sáng bạch quang từ bên trong bùng phát mà ra bao trùm một mảnh hư không, chờ đã, đám lão già đó làm gì vậy hả? Không ổn, là tịnh hóa chi quang, lui mau, nhân loại bỉ ổi, hai tên ngụy vương chủ vừa phát hiện là tịnh hóa chi quang thì vô cùng hoảng sợ không chút do dự quay người chạy đi. Nhưng cường giả nhân tộc đâu dễ dàng mà bỏ qua cơ hội như thế chứ, mau cầm chân hắn, từng cỗ năng lượng phóng ra hướng về một tên ngụy vương chủ cuốn tới. Tên Ngụy Vương chủ còn lại nhìn thấy đồng đội bị cầm chân nhưng vì ảnh hưởng của Tịnh Hóa Chi Quang hắn không hề dám dừng lại mà tiếp tục chạy đi. Trong khu mặc hạm phong tỏa Tịnh Hóa Chi Quang ư, đáng chết, bị chơi kham rồi. Làn sóng bạch quang qua đi, để lại một tên Ngụy Vương chủ trong tình trạng thương tích đầy mình, mặc chi lực trong cơ thể không ngừng bốc hơi xì ra bên ngoài khiến cho khí tức của hắn nhanh chóng tụt xuống. Chớp cơ hội vị bát phẩm đội trưởng dẫn đầu đội ngũ lao ra khỏi chiến hạm, mau tiêu diệt hắn. Từng đoàn công kích ầm ầm đánh tới, Tên Ngụy Vương chủ giờ phút này đã không có cơ hội đánh trả chỉ có thể giơ đầu ra chịu trận, từng ngụm mặc huyết phun ra không ngừng. Tình thế cấp bách, từ trên thiên không tên Ngụy Vương chủ còn lại ầm ầm lao xuống chặn lại công kích của đám người, kinh trì, ta đến giúp ngươi, bàn tay ngưng tụ mặc chi lực hướng về đám bát phẩm đánh tới. Đám bát phẩm công kích bị đánh trả miệng phun ra một ngụm máu lớn, nhưng bọn hắn không hề muốn bỏ cuộc, từng người sử dụng bí thuật thúc động cực hạn của bản thân khí tức theo đó tăng vọt lên ta không tin các người có thể duy trì mãi, ha ha ha. Tên Ngụy Vương chủ vô cùng đắc ý bởi chiến thắng đã cận kề, nhưng hắn không hề biết ở một nơi gần đó đang có ánh mắt của sát thần khai đang quan sát toàn bộ trận chiến. Theo thời gian trôi qua, bát phẩm cường giả sau thời gian dài tế ra bí thuật đều đã đến cực hạn lâm vào trạng thái suy kiệt, ha ha, không được rồi phải không lão giả. Tên Ngụy Vương chủ đắc ý bàn tay ngưng tụ công kích hướng đám người ầm ầm đánh tới, mặc chi lực nhanh chóng bao trùm đám người đám bát phẩm hiện giờ đã không còn năng lực phản kháng chỉ có thể nhìn mặc chi lực từ từ nhấn chìm bản thân. Họ không được rồi, giết sạch họ, ha ha ha, tên ngụy vương chủ thân ảnh lóe lên lao về hướng đám người. Nhưng bất chợt từ phía sau lưng hắn, một dòng nước lớn mang theo đại đạo chi lực từ đâu xuất hiện nhấn chìm hắn vào bên trong, thứ gì vậy? Tên ngụy vương chủ bị thương nhìn đồng đội biến mất quỷ dị bên trong trường hà mà giật mình không thôi, hốt giật đâu rồi vậy? Rất nhanh sau đó, từ bên trong thời không trường hà thân ảnh của anh khai chậm rãi bước ra tên ngụy vương chủ còn lại vừa nhìn thấy thân ảnh này tâm thần liền chấn động cơ thể run lên lẩy bẩy vì kinh hãi nhớ lại lúc trước ma na ra đã từng dặn dò ghi nhớ nếu gặp người này trên chiến trường chạy được thì chạy không chạy được thì cố gắng liên thủ chiến đấu tuyệt đối đừng đơn đả độc đấu bởi vì ngụy vương chủ vốn không thể nào là đối thủ của hắn là dương khai không hay hắn nhìn chúng ta rồi Thương Long vùng lên hướng về tên Ngụy Vương chủ lao tới, tên này không chút do dự liền quay đầu muốn bỏ chạy, ta bị thương nặng, lúc này làm sao có thể là đối thủ chứ, nhân loại bị ổi mà. Nhưng hắn còn chưa chạy được bao xa mũi thương kia đã ầm ầm phóng tới, chờ đã, không, đừng mà, phốc bùm, cơ thể của tên Ngụy Vương chủ bị Thương Long đánh nổ thành một bãi máu. Nhìn biến hóa phát sinh, đám Bát phẩm cường giả không có thời gian vui mừng bản thân sống sót mà tràn ngập tâm trí bọn hắn là cảm giác chấn kinh không thể tin, vị này sao lại xuất hiện ở đây vậy? Anh Khai ngoảnh đầu nhìn lại đám người, tuy họ tiêu hao cực lớn, thương thế cũng không nhỏ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Các vị, ta đi trước một bước, hơ, đám người ngơ ngác nhìn nhau, trong nháy mắt đó thân ảnh của Dương Khai cũng đã biến mất. Cùng lúc đó tại một chiến trường khác ở mẫu ngũ vực, Yêu Nguyệt đang ung dung ngồi xem kịch bất chợt cảm nhận được cỗ khí thế dao động trong hư không. Cái gì, thời gian ngắn như vậy đã giết một vị ngụy vương hủ, e là hai vị cửu phẩm già đến rồi nhỉ nhưng không đợi cho bọn hắn có cơ hội tò mò hay thắc mắc quá lâu, bất chợt từ trên thiên không. Thời không trường hà mang theo hình dạng của thủy long ầm ầm lao thẳng xuống đại quân mặc tộc của bọn hắn. Ôi rồi ôi, đó là, là Dương Khai bầy ơi. Cái gì chứ, nếu là tiếu tiếu và võ thanh hai vị cửu phẩm già còn ổn, ba vị ngụy vương chủ kết thành tam tài trận thế cũng có thể ứng phó được. Nhưng lại là Dương Khai, phiền phức rồi, còn ngây ra đó làm gì hả, yêu nguyệt quát lớn để cho một tên ngụy vương chủ lao ra đối kháng với Dương Khai còn bản thân ả à ta thì vội vàng ra lệnh cho đại quân mau kết trận mau mọi người mau chóng thoát ly vòng chiến dựa vào nhau ba tên ngụy vương chủ còn lại vội vàng tế ra năng lượng kết thành trận pháp một tầng lá chắn phòng hộ tức tốc hình thành bao trùm lấy bọn hắn chống lại với ảnh hưởng của thời không trường hà may quá đáng chết mà ở phía bên ngoài tên ngụy vương chủ lúc đầu lao ra giờ phút này đều đã bị thời không trường hà nhấn chìm biến mất trời ơi là trời chỉ dựa vào sức một mình lại có thể làm thay đổi chiến cục ư đó là thứ quỷ quái gì vậy, sao hắn lại làm được vậy, con sông dài này sao lại quỷ dị như thế chứ? Ta nhớ ra rồi, tình báo mà Mana ra cung cấp đã nói, con sông dài này đã xuất hiện ở trong càn khôn lư. Sông dài tập hợp nhiều lực đại đạo hội tụ mà thành, không hay, hắn đang còn lại gần chúng ta. Thấy thời không trường hà lại đánh tới, ba tên ngụy vương chủ vội vàng tế ra bí thuật, tam trùng ma động ba. Bọn hắn đồng thời kết trận thế đánh ra công kích hợp lực của ba người, thấy thế, thời không trường hà liền tức tốc ngưng tụ thành một tầng màn chắn ngăn cản lại công kích. Công kích qua đi, anh khai vung tay, thời không trường hà như một cơn lũ quét lao tới nhấn chìm ba tên ngụy vương chủ vào bên trong. Giờ phút này ba tên ngụy vương chủ trở nên vô cùng bé nhỏ đối diện với làn sóng thần của thiên nhiên ập đến. Yêu Nguyệt ở phía sau thấy thế liền hét lớn, nhanh né, đi, né cái con khỉ ấy, không nhúc nhích được nữa, và cứ như vậy ba tên ngụy vương chủ liền biến mất tại chỗ. Dương Khai đã khó đối phó đến mức này rồi sao? Ừ, chỉ là làm màu thôi, ba vị ngụy vương chủ kết trận thì thất thủ ở trong sông dài này, sống chết khó đoán được. Kẻ địch như vậy, thật sự là những ngụy vương chủ như chúng ta có thể đối phó được sao? Anh Khai không hề dừng lại công kích hướng về tầng màn chắn kia đánh tới, bùm rắc rắc, công kích vừa xuống, màn chắn liền bị đánh thủng một lỗ. Mặc tộc đại quân ở bên trong như ong vỡ tổ nhau nhau về bốn phương tám hướng lao đi, nhanh chóng chạy thôi anh em ơi, sát tinh đến rồi. Yêu Nguyệt cũng đang quay người bỏ chạy thì bất chợt một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Vừa ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của anh Khai, cái lù mía, sao chỉ có mình ta là xui xẻo như vậy, lại bị tên sát tinh này để ý tới chứ. Không chút do dự, ả ta miệng cắn vào đầu lưỡi phun ra tinh huyết sử dụng bí thuật tăng tốc mà lao vọt đi. Đối với ả ta, tiêu hao tinh huyết cũng được, miễn thoát khỏi vòng tay tử thần Khai là đã mãn nguyện rồi. Dương Khai bất ngờ không kịp đuổi theo định quay sang truy tìm đám ngụy vương chủ còn lại thì bọn hắn cũng giống như yêu nguyệt đều cắn đầu lưỡi sử dụng tinh huyết tăng tốc mà chạy đi anh khai nhà ta chỉ có thể cười khổ vô cùng bất đắc dĩ chạy cũng nhanh đấy giống như chuột thấy mèo vậy ta có đáng sợ như vậy hay không tình thế đảo ngược cường giả nhân tộc trong nháy mắt sĩ khí tăng vọt hết vang trời các huynh đệ phản công trên chiến trường thiếu đi tọa chấn và chi viện của các ngụy vương chủ thực lực của mặc tộc giảm đi rất nhiều nhiều bát phẩm của nhân tộc lấy được cơ hội tốt này nên đã đại sát tứ phương. Cao tầng của quân Đông Nam Tây Bắc đều nắm bắt cơ hội tốt này, từng đạo mệnh lệnh được chuyển xuống. Đại quân của bốn giường xích hỏa xe lẫn giao thoa ở trên chiến trường, không ngừng ở trên chiến trường tạo ra nhiều cục diện ỉ nhiều đánh ít. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đại quân của Mạc tộc đã triệt để bị đánh bại, từng đại quân tán loạn rút về hướng đại bản doanh, trận chiến này xích hỏa đại thắng. Thi thể của Mạc tộc nằm la liệt giải rác khắp nơi, nhân tộc đại quân tuy cũng tổn thất nhưng trong lòng đều vô cùng hưng phấn. Đội trưởng nhìn thấy chưa, là thắng lợi đó, ha ha, xích hỏa quân của chúng ta đại thắng rồi. Đem mệnh lệnh truyền xuống dưới, chúng ta ở đây tu sửa, xây dựng một nơi đóng quân tạm thời, vâng đại nhân. Đại quân nhân tộc nhân cơ hội tiến hành tu bổ nghỉ ngơi đồng thời quan sát chặt chẽ tình huống bên phía nơi đóng quân của mạc tộc. Đại danh của mạc tộc cảnh giác rất nghiêm, đây có thể là cảnh cáo chúng ta. Hừ, xích hỏa quân chúng ta chinh chiến nhiều năm như vậy, thu phục được nhiều đại vực, chỉ có mậu ngũ vực của mặc tộc là mạnh nhất, bây giờ mặc tộc bắt đầu phản kích rồi. Nói ra, trước đây đại vực thu phục được, mặc tộc cơ bản đều không có xung đột quy mô lớn với chúng ta, hình như là hai tay dâng lên. Được rồi đội trưởng, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, quan trọng là lần này chúng ta giao chiến đã triệt để đánh tàn mạc tộc, làm tăng sĩ khí, hơn nữa chúng ta hình như cần phải có một vị cửu phẩm đến tọa chấn rồi. Ngươi nói rất đúng, Thanh Dương Huyền Minh và quân đoàn vẫn luôn có cửu phẩm tọa chấn, là chuyện mà xích hỏa quân ngưỡng mộ, bây giờ chúng ta có thể cũng có rồi. Cùng lúc đó tại một mảnh phù lục trôi nổi, thân ảnh Dương Khai ngồi xếp bằng, xung quanh hắn là thời không trường hà bao quanh. Trong thời không trường hà này phong tỏa năm vị ngụy vương chủ, cho dù là mình bây giờ cũng đã đến giới hạn rồi. Năm vị ngụy vương chủ không thể ngồi chờ chết, vẫn luôn phản kháng vùng vẫy, mình phải bỏ ra tâm thần rất lớn để đến chấn áp bọn họ. Nếu không như vậy, mình sớm đã giết vào trong đại doanh của mặc tộc rồi, sao có thể cho bọn họ thời gian sống thoi thóp chứ? Rất nhanh sau đó, từng vị bát phẩm cường giả của xích hỏa quân theo lệnh của hắn mà nhanh chóng đáp xuống xung quanh Dương Khai. Bài kiến đại nhân, không cần đa lễ đâu, đám người nhìn bên trong trường hà từng tên ngụy vương chủ không ngừng vùng vẫy mà trong lòng vô cùng thán phục. Dương Khai đứng dậy nở nụ cười vô cùng ôn hòa, đều đã đến đông đủ rồi chứ. Khụ, trước đây khi chiến đấu với ngụy vương chủ bị thương vẫn chưa có thời gian trị thương không biết đại nhân triệu kiến đến đây là có gì dặn dò không dương khai nhìn lên thời không trường hà chỉ tay vào đám mặc tộc ngụy vương chủ là giết kẻ địch quả nhiên là như vậy xem ra thần diệu trường hà này nhốt kẻ địch rất có chiêu trò nhưng lực sát thương hình như không đủ cho lắm chuẩn bị xong rồi sao từng vị bát phẩm khí thế bùng lên ngưng tụ sẵn công kích của bản thân trường hà mở ra ha 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 cuối cùng ta cũng có thể chạy thoát ra ngoài rồi Tên Ngụy Vương chủ hốt ruột vừa được thả ra đang vô cùng phấn khích thì đã bị vô số công kích nhấn chìm, hy vọng thật nhiều rồi đau đớn lại nhiều gấp đôi. A a a, ta không cam tâm a, à, chỉ trong nháy mắt cơ thể của hắn đã tan biến thành hư vô, toàn trường tĩnh lặng trong lòng cảm thán không thôi. Giao phong với mặc tộc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên dùng cách dễ dàng như vậy giết chết một Ngụy Vương chủ đấy. Khanh khách, tỷ tỷ ngốc, bị cường giả tập kích vây quanh tấn công như vậy, dù là nhân tộc cửu phẩm đều chưa chắc có thể chịu được, chứ đừng nói gì là ngụy vương chủ cũng đúng hà chuẩn bị xong chưa vậy chúng ta sẽ tiếp tục nhé bên trong thời khâu trường hà mấy tên ngụy vương chủ còn lại cả người bỗng run lên sao phía sau lại có gì lạnh quá vậy nè cùng lúc đó bên trong đại điện nghĩ sự của đại quân mặc tộc ở mẫu ngũ vực âm thanh bàn tán không ngừng vang lên bọn họ đang còn thương lượng cái gì vậy nhỉ hình như là người kia lại quay về rồi thật hay giả vậy sát tinh nhân tộc kia sao quay về đây rồi chứ Trường Hà quỷ dị kia của hắn hình như có sức mạnh cực kỳ thần diệu, căn bản không phải là những ngụy vương chủ như chúng ta có thể ứng phó. Bây giờ đại quân đã thua thảm hại, sau này làm thế nào mới được đây? Đám người yêu nguyệt sau khi bỏ chạy trở về liền nhao nhau cả lên, đại điện mặc tộc trở nên vô cùng hỗn loạn. Dầm, tiếng vỗ bàn thật mạnh khiến cho cả đám yên tĩnh nhìn về tên ngụy vương chủ ngồi ở chủ vị. Vốn dĩ 20 ngụy vương chủ chúng ta phụng mệnh của Mana ra đại nhân đánh lén xích hỏa quân ở nơi này. Tất cả đều đang còn tốt đẹp, một phương của mạc tộc chiếm cứ tuyệt đối chủ động, có lẽ không bao nhiêu năm nữa thì có thể đạt được đến mục tiêu rồi. Nhưng mà tất cả đều là vì hiện thân của một người mà tiêu tan, toàn trường rơi vào tĩnh lặng hồi lâu. Bất chợt một tên ngụy vương chủ không nhịn được lên tiếng: Có phải chúng ta nên đem tin tức Dương Khai hiện thân truyền về bất hồi quan hay không? Như đầu không đáp hắn tiếp tục nói: Mana gia đại nhân trước gió đã đưa về một vài tin tức liên quan đến Dương Khai, trong đó bao gồm liên quan đến Trường Hà Quỷ dị kia. Mana gia đại nhân đã nói, Trường Hà kia hình như là hiển hóa lực đại đạo của Dương Khai, vừa công kích lại vừa phòng thủ, đồng thời có năng lực chống lại kẻ địch cực kỳ mạnh. Cho nên mấy vị kia mặc dù đã bị bắt, có thể là vẫn chưa chết, hừ, bị sát tinh nhân tộc kia bắt đi. Chết hay sống thì có gì khác biệt đâu chứ, như đầu tiên đến vỗ vai con hàng ngụy vương chủ mới lên tiếng này, ý của ta là. Nếu như bọn họ vẫn còn sống, chúng ta có nên đi cứu bọn họ hay không? Chúng ta không dễ gì mới chạy thoát khỏi từ trong tay của sát tinh kia, người ta vẫn chưa tìm phiền phức với các ngươi đã là may mắn lắm rồi, ngươi còn đi tìm người ta ư, chán sống rồi sao hả? Dương Khai kia thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà chúng ta nhiều Ngụy Vương chủ như vậy liên thủ, chưa chắc là sợ hắn. Trước đây ta quan sát một chút, Trường Hà kia quả thật là rất quỷ dị, nhưng cũng không phải là không thể phá giải được. Dương Khai nhốt năm vị Ngụy Vương chủ, có lẽ đã đến giới hạn rồi, hiện tại ngoại trừ kinh xích bị chém hốt giật bọn họ đều vẫn chưa chết đâu. Nếu như chúng ta không cứu, mặc phục và ma na ra đại nhân trách tội xuống thì làm thế nào mà bàn giao lại đây chứ? Hơn nữa, cứu bọn họ cũng là vì muốn tự bảo vệ bản thân, chỉ có cứu bọn họ chúng ta mới có càng nhiều sức mạnh để đối phó với Dương Khai. Như đầu nói cũng có lý, nếu như không đi cứu bọn họ, một khi bị Dương Khai tiêu diệt từng cái, chúng ta e rằng lành ít giữ nhiều. Nhưng đúng lúc này, một cỗ năng lượng chấn động từ trong hư không nơi xa truyền đến, cỗ uy thế này ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố, kia là không cần phải đi. Là hốt ruột, người ta đã bắt đầu hạ sát thủ rồi, bây giờ có đi cũng đã muộn rồi, hiển nhiên màn chấn động vừa rồi là hốt ruột bị giết nên tạo ra cỗ chấn động lan tới. Tiếp theo sau đó, cả tòa đại bản doanh mặc tộc đều như rơi vào hầm băng, từng cỗ chấn động không ngừng chuyển tới, tổng cộng là 5 lần. Cho dù sát tinh đó dùng cách gì chạy thoát ra khỏi trong càng khôn lư, hiện tại hắn đã thành cửu phẩm rồi là kẻ địch lớn của mạc tộc nhất định phải giết hắn nói không sai không thể để hắn tiếp tục chi phối chiến sự của cả mậu ngũ vực nữa dương khai quay lại nếu đánh chúng ta đều không phải là đối thủ kết thành trận thế cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì ở trường hà quỷ dị kia bắt đầu từ lúc này chúng ta phải kết bạn hành động không được thua bây giờ hốt ruột bọn họ đã chết rồi dương khai nhất định còn quay lại tìm chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu còn về sau này đợi mệnh lệnh của Mana ra đại nhân các vị thấy thế nào hả cứ làm vậy đi cùng lúc đó bên phía đại doanh tạm thời của nhân tộc anh khai tươi cười phủi phủi tay được rồi các ngươi đợi một chút ta đi một chuyến rồi sẽ về nhanh thôi hả? À. tại sao không nói gì không còn lại chút cận nào ngươi muốn ta nói gì đây hả đại nhân mãi đỉnh tiểu muội mãi đỉnh he he uy danh cường giả cửu phẩm này ở trên chiến trường quả nhiên là danh bất hư truyền thủ đoạn giết kẻ địch vượt bình thường a tỷ 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 nói hắn muốn làm cái gì vậy nhỉ? Không đợi cho đám người thắc mắc, từ nơi xa đại danh của mạc tộc vang lên thanh âm náo loạn nổ ầm ầm đùng đùng, Dương Khai đi đến đại danh của mạc tộc rồi ư, đại nhân đúng là mạnh thật đấy. Ngụy vương chủ của mạc tộc không dễ đối phó đâu, một mình đại nhân có khi nào là thiệt thòi rồi hay không, a a a, cứu mạng với. Một kẻ địch tập kích, là nam nhân kia, đại danh của mạc tộc lúc này, anh khai ngạo nghễ lơ lửng trên hư không, thời không trường hà mở ra vườn quanh sau đó hướng mấy tên ngụy vương chủ trước mặt đánh tới ta không phải là nhân vật để mặc cho ngươi chơi đùa vậy đâu dương khai nhớ kỹ ta ta tên là lời còn chưa dứt một ả ngụy vương chủ đã bị trường hà nhốt vào bên trong bị nước của anh khai nhấn chìm hí hí anh khai sau khi cho ả ngụy vương chủ sặc nước của mình thì bày ra một bộ dáng ghét bỏ gì vậy chứ thật ngại quá ta không có hứng thú xí anh khai đúng là vô trách nhiệm mà à ngụy vương chủ không cam tâm vẫn cố gắng vùng vẫy a a a a mạng ta do ta không do ực 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 cứu mạng yêu nguyệt bị anh khai dọa cho hoài nghi nhân sinh rồi là dương khai đó mau chạy trốn đi hừ hừ ngươi chạy trốn ta đuổi theo mọc cánh cũng khó mà bay được anh khai nhìn chằm chằm hướng về yêu nguyệt giơ lên một ngón tay giữa à ta kinh hãi hết ẩm lên ngươi bị thần kinh sao sao cứ nhắm vào ta chứ bao nhiêu tên ngụy vương chủ sao cứ nhìn ta thế đúng lúc này từ phía sau một tên ngụy vương chủ chấp cơ hội toàn lực đấm ra một quyền khủng bố chết đi cho ta anh khai hướng về vị trí của tên ngụy vương chủ này mà né tránh đi một quyền dí sát theo cứ như thế mà lao về vị trí của người ra đòn phốc bùm tên ngụy vương chủ không kịp thu tay một quyền đấm thẳng vào mặt mình cả người hắn nổ tung thành bãi máu hích cách chết này cũng xem như là mới mẻ thấy một màn như vậy đám ngụy vương chủ ở phía xa điên cuồng lao tới tấn công dương khai ngươi sẽ hối hận vì một mình đã đến đây giết cho ta âm thanh chấn động vang vọng khắp hư không công kích của đám ngụy vương chủ đồng thời úp tới vị trí của dương khai khiến cho đại địa vỡ vụn khói bụi tán đi thân ảnh của dương khai đã biến mất từ lúc nào người đâu rồi vậy sao không thấy đâu nữa rồi hai ngụy vương chủ cũng không thấy đâu nữa như đầu lau đi mồ hôi hột trên trán vừa nãy ta cũng bị thời khâu trường hà của dương khai cuốn vào trong đó rồi may mà tấn công mãnh liệt của ngụy vương chủ khác tạo ra áp lực cho dương khai mới để cho ta từ trường hà chạy trốn ra ngoài nếu không lần này bị Dương Khai cuốn đi, không phải là hai vị ngụy vương chủ mà là ba vị rồi, toàn trường nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau cùng một tên không nhịn được nữa hét lên, chúng ta không thể ở lại đây được nữa, rút quân thôi, công kích của Dương Khai quá lợi hại, có thể đánh có thể chạy, còn có bị thuật che giấu hành tung cực kỳ cao thâm, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết đó. Không sai, chúng ta phải nhanh chóng rút lui, càng nhanh càng tốt, ta không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa đâu. Cùng lúc đó phía đóng quân của nhân tộc, Dương Khai xuất hiện, đại nhân, không hổ thẹn, Trường Hà mở ra, còn có hai tên, chúng ta vẫn làm như cũ nhé. Cái gì? Tính thêm 6 tên trước đây, bên Mậu Ngũ vực số lượng Ngụy Vương chủ của Mạc tộc tổn thất có lẽ đã đạt đến 8 vị rồi. Phải biết rằng hai tộc nhân và Mạc của Mậu Ngũ vực chúng ta khai chiến cho đến bây giờ, thành quả chiến đấu của 12 đại quân cộng lại, số lượng Ngụy Vương chủ chém chết cũng không có nhiều như hôm nay, có phải là ta đang nằm mơ hay không vậy? chưa bao giờ nghĩ qua có một ngày giết ngụy vương chủ giống như là cắt rau thái dưa như vậy từng ánh mắt nhìn chằm chằm về dương khai bất chợt trở nên vô cùng sáng rực tỏa ánh sao khiến cho anh khai của chúng ta bờ mông hơi xiết lại cảm giác giống như bản thân không mặc quần áo sắp bị một nhóm người lao vào hấp diêm điên cuồng vậy cái đó đại nhân có thể đi ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì nhưng mà không có cơ hội nữa đâu bên mặc tộc hình như đang rút quân ngụy vương chủ còn lại có lẽ cũng đã chạy rồi cái gì rút quân ư, còn có chuyện như vậy sao, để ta xem thử, cho dù là đại nhân, chuyện như vậy thì cũng hơi quá. Đám người lấy ra pháp bảo kính viễn vọng nhìn về nơi xa, lúc này mặc tộc đang điên cuồng mà chạy đi, cái gì, đều đã mất rồi, tất cả đều lùi lại sau rồi, đại nhân, người làm thật ư. Bọn họ muốn chạy sao, sao có thể nhẫn nhịn được chứ, đại quân của hai tộc ở mẫu ngũ vực bên này giao phong hơn 10 năm. Lúc đó tướng sĩ của nhân tộc chiến đấu mà chết vô số, chúng ta vẫn không thể để cho mặc tộc yên ổn rút lui được. Không sai, mặc tộc rút lui với quy mô lớn như vậy, chính là thời cơ truy sát của đại quân nhân tộc, cơ hội tốt để mở rộng thành quả chiến đấu. Sư huynh vẫn đang bị thương ở bên mình, ở lại dưỡng thương đi. Ở lại vừa hay nói chuyện với Dương Đại Nhân, chuyện giết kẻ địch cứ giao lại cho chúng ta, được, đông quân sẽ phối hợp với các vị. Một đạo mệnh lệnh rất nhanh được hạ xuống, đại quân nhân tộc lần nữa khởi hành, bốn đại quân đi về phương hướng của đại doanh mạc tộc lại là mở ra một trận đại chiến binh quý thần tốc ở phía bên này mạc tộc đại quân không ngừng chạy đi nhanh chóng thu dọn tốt cho ta rồi tập hợp ở bên vực môn may mà dựa vào một tòa vực môn cho dù kẻ địch đánh đến chúng ta đều có thể chạy trốn nhưng lời còn chưa dứt nữ bát phẩm đã dẫn theo đại quân chạy tới giết không để lại một ai cái gì nhanh như vậy ư ừ. ở phía xa xa dương khai và đám người vẫn đang dõi theo tình huống không đúng Xem ra những bát phẩm chúng ta có thể an tâm dưỡng thương được rồi. Đúng rồi đại nhân, là bên tổng phủ tư bảo người đến chi viện đúng không ạ? À? Không sai, mễ sư huynh nói chiến sự bên mộ ngũ vực đang vô cùng sốt ruột, bảo ta đến đây một chuyến. Lời vừa ra, đám người như nhìn thấy ánh sáng của đảng, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, tốt quá rồi. Xích hỏa của chúng ta cuối cùng cũng sở hữu được cửu phẩm thuộc về bản thân rồi, hơn nữa còn là một vị mạnh như vậy nhưng mà ta sẽ không thường xuyên ở xích hỏa đâu. Lời nói của anh khai khiến cả đám đang ở trên 9 tầng mây bỗng rơi bình bịch xuống 8 tầng địa ngục, cả đám không cam tâm hết ẩm lên. Đại nhân, đây là có ý gì chứ? Đại nhân không thích điểm nào ư? Chúng ta lập tức thay đổi. Đúng vậy, chỉ cần đại nhân vui. Người gọi người ta là tiểu điềm điềm, lão phu cả đời này cũng thấy đáng. Sặc, cái gì mà tiểu điềm điềm, ư ghê quá đi. Không phải không phải, 12 đại quân của nhân tộc, số lượng cửu phẩm hiện tại không nhiều, không thể lo cho tất cả quân đoàn. Vì thế ta sẽ một mình hành động, sau quân đoàn không có cửu phẩm tọa chấn, cho dù là quân nào gặp khó khăn đều có thể xin chi viện của ta. Ta sẽ đi qua đó ngay đầu tiên, các ngươi cũng biết ta tinh thông pháp tắc không gian, chạy rất nhanh. Đây là ưu thế của ta, cửu phẩm khác không làm được, đám người mặc dù cả người ỉu xìu nhưng vẫn cắn răng gượng cười. Đại nhân nói không sai, cũng chỉ có đại nhân vất vả bôn ba một chút mới có thể giảm thiểu thương vong cho nhân tộc, chật các ngươi cũng không cần phải vội, nhiều năm như vậy trôi qua, cửu phẩm đời mới có lẽ sắp được sinh ra rồi. sau này số lượng của cửu phẩm sẽ càng lúc càng nhiều hơn. a à đúng rồi, giống như dương khai đã nói, nhiều năm như vậy chiến đấu với mặc tộc đã thăng cấp thời gian tích lũy đủ dài cho những võ giả cần. bây giờ mỗi một đại quân đều có hạt giống tốt, có hy vọng tấn thăng lên cửu phẩm, tích lũy lên đỉnh phong của bản thân. nói ra, bên phía mặc tộc cũng sắp có vực chủ tấn thăng vương chủ rồi. Năm đó nhóm Mạc tộc đầu tiên từ Sơ Thiên Đại Cấm đi ra không chỉ đơn giản là có Tiên Thiên vực chủ, còn có rất nhiều vực chủ bình thường. Những vực chủ này đều có tư cách tấn thăng Vương chủ rồi, hơn nữa trưởng thành của Mạc tộc so với nhân tộc mà nói vốn dĩ thì hơi đơn giản một chút, tích lũy nhiều năm như vậy, ai cũng không biết là có nội tình như thế nào. Chỉ đáng tiếc vực chủ có hy vọng tấn thăng lên Vương chủ đều đã bị đóng băng ở bên bất hồi quan rồi, mượn những mặc xào cấp Vương Củ này trưởng thành, nhân tộc không thể tìm được tình báo gì, hehe. Trùng hợp rồi, vừa hay ta đang chuẩn bị đi đến bên đó một chuyến. Cái gì? Đại nhân muốn đi bất hồi quan ư? Ừm, đi lấy một chút đồ về. Ua. Trong lòng bị bát phẩm này bái phục không thôi, đại nhân quả nhiên là tài cao gan dạ mà, nghe nói đại nhân trước đây khi là bát phẩm thì đi bên bất hồi quan gây chuyện, hiện tại là cửu phẩm rồi, càng là cá như được nước, e rằng cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nghĩ đến đây vị bát phẩm này liền cung kính chắp tay, vậy đại nhân đi đường cẩn thận sau khi lấy được mẫu ngũ vực nghỉ ngơi tại chỗ một vài ngày đợi mệnh lệnh bên phía tổng phủ tư xem thử bước tiếp theo nên làm như thế nào vâng ạ đám người nhìn dương khai bay đi mà nước mắt ướt hai gò má như thiếu phụ xa chồng cầm khăn vẫy vẫy theo đại nhân tạm biệt hu 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 đại nhân của ta không có người ta phải làm sao đây hu 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 rất nhanh sau đó tại cửa vực môn mặc tộc đại quân đang điên cuồng đào thoát các ngụy vương chủ dẫn đầu đã chạy sạch hết rồi Vực chủ nhìn thấy tình hình bất ổn cũng đã chạy trốn trước rồi, đường ra của chúng ta nằm ở đâu? Đường ra của các người ư, một thân ảnh đã bay đến chỉ đường cho bọn hắn, anh khai miệng nở một nụ cười vô cùng sáng lạng, một lúc không gặp, các vị có nhớ ta không? Nụ cười kia ở trong mắt đám mặc tộc giống như nụ cười của thần chết, bọn hắn lúc này chỉ hận rằng không có thêm vài cái chân mà chạy cho nhanh, sao hắn lại đến đây nữa rồi vậy, đừng giết ta mà, ta vẫn chưa trả hết nợ đâu, ta chết rồi chủ nợ sẽ buồn lắm đấy, đừng mà thời không trường hà ầm ầm cuốn tới mặc kệ cho tiếng gào thét thê lương ta vẫn chưa đạt đến đời người đỉnh phong ta không cam tâm trả nợ ực ực ta vẫn còn zin đừng mà năng lượng thời không theo ngón tay của anh khai búng mà bay về vực môn ở vực môn lúc này vài thân ảnh mặc tộc đang chuẩn bị xuyên qua ta lại thật sự chạy trốn đến cửa vực này rồi phúc lớn mạng lớn a à. nhưng không đợi cho bọn hắn xuyên qua vực môn bất chợt một cỗ năng lượng không gian chấn động kịch liệt lan tỏa ra xung quanh a a a a ngón tay trái quý giá của ta đâu rồi, đại ca, mặt của huynh đâu rồi kìa. Không hay, vực môn mất hiệu quả rồi, nếu sớm biết như vậy, chi bằng đi theo các ngụy vương chủ kia chạy trốn cho rồi. Nghĩ lại dưới trướng tích lũy một vài binh lực cũng không dễ dàng, không thích hợp để từ bỏ, ai mà biết cuối cùng lại gặp phải chuyện như vậy chứ. Số lượng của đại quân mặc tộc dù là vẫn rất lớn, nhưng không có ngụy vương chủ tọa chấn, dưới tình huống của số lượng vực chủ giảm lớn làm thế nào có thể là đối thủ của xích hỏa quân như sói như hồ kia, bị hủy diệt cũng chỉ là vấn đề về thời gian sớm hay muộn mà thôi. Bất ức trong lòng tên vực chủ miệng phun ra một ngụm máu hướng về hư không hét lớn, chôn vùi nghìn vạn đại quân của mạc tộc, dương khai, ngươi rất tàn nhẫn à. Ở phía xa xa, nữ bát phẩm ra lệnh cho đại quân dừng lại, chờ đã, vực môn đã trở thành cái bẫy có lực sát thương khổng lồ, mạc tộc không có đường lui, đến ngay cả đội hình đều không còn. Tình hình như vậy, một phương của nhân tộc ngược lại không cần phải quá nóng vội, truyền mệnh lệnh của ta, giữ vững trận thế, giết hết những mặc tộc này, vâng. Cùng lúc đó bất hồi quan, Mana ra một mình quan sát tình thế của đại chiến qua bản đồ, tổn thất của nhân tộc càng lúc càng lớn rồi, rất tốt he he he. Nhưng mà nếu nghĩ lại, lần trước ta dẫn đội đi tập kích tiếu tiếu và võ thanh, mặc sắc cự thần linh chạy trốn, vốn dĩ cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả một phương của nhân tộc lại tế ra một đại sát khí, thả ra một cự thần linh thật sự. Nhiệm vụ ủng công vô ích, đến ngay cả đem theo hai vị cửu phẩm nhân tộc cũng thoát khỏi cản trở, thật sự là ủng công đến nhà của lão lão rồi. Nhìn con búp bê Barbie hình nộm dương khai, Mana ra không nhịn được liền vung tay đấm một cái cho đỡ tức, cho dù là làm cái gì, chỉ cần dương khai dính vào thì không có chuyện gì tốt. Đấm cho con búp bê dương khai xì khói Mana ra lúc này tâm trạng mới cảm thấy thoải mái hơn, hắn nghĩ tới những thành quả sắp đạt được nở nụ cười xấu xa. Ha 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 ha. May mà những năm nay ta tọa trấn bất hồi quan, điều khiển đại quân mặc tộc chinh chiến với nhân tộc ở tiền tuyến, lấy được thành tích cũng không tệ. Đặc biệt là phía mậu ngũ vực, một trận đại chiến xích hỏa quân tổn thất không nhỏ, bát phẩm chiến đấu mà chết thì khá nhiều. Nếu tiếp tục tình hình như vậy, e rằng không cần đến 100 năm, xích hỏa quân đều sẽ bị mặc tộc đánh cho tàn phế rồi. He he, có nên đi đến mậu ngũ vực tăng thêm số lượng ngụy vương chủ, tạo áp lực lớn cho xích hỏa không nhỉ? Ha 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 ha, ta đã nghĩ đến biểu cảm hoảng loạn của những bát phẩm kia rồi, còn đang cười vui sướng bỗng một âm thanh vang lên khiến mana ra tắt hứng, đại nhân. Có chuyện gì hả? Vội vội vàng vàng như vậy còn ra thể thống gì? Đi theo ta lâu như vậy, không biết xử lý mọi chuyện cần phải bình tĩnh sao? Như vậy sau này ta làm thế nào mà yên tâm để ngươi làm việc cho ta hả? Vâng vâng, đại nhân, ta ngộ rồi ạ, à. mậu ngũ đưa tin tức đến, chiến sự có biến rồi ạ. À. Ừm, mậu ngũ sao? vừa nãy nhìn thấy chiến báo tình hình bên mậu ngũ rõ ràng là rất tốt sao đột nhiên lại vừa mở ngọc giản truyền tin ra manaza nhìn dòng chữ ghi trên đó bất chợt bàn tay run lên đại nhân người sao vậy ạ à? không nhịn được tức giận manaza bàn tay ném tan cuốn ngọc giản hét ầm lên cái gì dương khai lại hiện thân ở mậu ngũ vực ư đùa cái gì vậy hả tên này rõ ràng đã bị nhốt ở trong càn khôn lư rồi cơ mà sao có thể hiện thân ở mậu ngũ vực được chứ đại nhân người có sao không Manaza không thèm trả lời tên thuộc hạ mà bàn tay vươn tới túm lấy búp bê ba bi anh khai, miệng nó, ngươi chém chết kinh xích và bắt hốt ruột à. Bục, một quyền đấm thẳng vào mặt búp bê, lại còn bắt bốn vị ngụy vương chủ rồi nữa hả. Manaza lên gối, nốc ao, quyền đấm túi bụi lên búp bê dương khai. Chưa dừng lại ở đó, Manaza còn há miệng cắn lấy đầu búp bê khai sau đó xé mạnh, đầu một nơi thân một nẻo hắn mới chịu buông tha. Đánh bại đại quân của mặc tộc, tử thương vô số, hiện tại đang còn ở trong đại doanh chỉnh đốn lại cảnh giới. Càng nghĩ càng cay cú, Manaza ngửa đầu gầm lên vô cùng thê lương, dương khai a a a a a ta hận ngươi a à a à a à a à. a. Nếu anh khai nhà ta mà có nhìn thấy nghe thấy một màn này chắc chắn sẽ cong miệng lên cười trên nỗi đau của Manaza. Tên thuộc hạ của Manaza thấy hắn im lặng hồi lâu không nói thì gión rén tiến lên, đại nhân, dầm, Manaza vỗ mạnh xuống bàn quát lớn, tên này sao có thể chạy thoát ra khỏi từ càn khôn lưu chứ lẽ nào là càn khôn lư đã mở ra rồi sao? Vốn dĩ cho rằng sau này không cần phải đối diện với sát tinh này nữa, kết quả hắn lại chạy ra ngoài nữa rồi. Bây giờ hắn đã hiện thân ở mậu ngũ vực, mậu ngũ vực nhất định là sắp long trời lửa đất rồi. Truyền lệnh đến mậu ngũ vực, tất cả ngụy vương chủ tụ tập lại với nhau, trong chừng kỹ lưỡng dương khai cho ta, tuyệt đối không cho hắn thừa nước đục thả câu. Vâng ạ. Lần này phải làm sao mới được đây, dương khai à dương khai, ngươi thật đúng là, đại nhân tên thuộc hạ mới chạy đi được vài giây lại lần nữa quay lại lại sao nữa vậy hả dạ mậu ngũ chuyển đến chiến báo thứ hai ạ lại vào lúc này ư không thể đổi người báo sao manaza cầm lấy ngọc giản đọc một lượt sau đó thở phù tên thuộc hạ thấy thế trong lòng mới hơi thở ra làm ơn rồi nhất định là tin tốt nhưng rồi bất chợt hắn chú ý tới bàn tay của manaza đang khẽ run lên đây là dấu hiệu kìm nén sự tức giận ư bỏ mợ rồi quên mất lại là tin xấu đại nhân không lẽ thuận tay đánh ta luôn đấy chứ hả tên thuộc hạ trong lòng sợ hãi bị một tát đập chết nhưng đối diện manaza hai mắt đã nhắm lại nuốt từng ngụm khí lớn xuống suy tư tình hình còn tồi tệ hơn cả ta nghĩ dương khai lại lần nữa xuất hiện quỷ mị cuốn đi hai vị ngụy vương chủ yêu nguyệt bọn họ căn bản là không có cách nào ngăn cản mậu ngũ vực tổng cộng đã mất đi tám vị ngụy vương chủ bây giờ những ngụy vương chủ khác đã bắt đầu rút lui khỏi mậu ngũ vực rồi đến ngay cả một vài vực chủ cũng đã chạy trốn thấy biểu hiện của manaza tên thuộc hạ lúc này mới dám thở tiếp mạng nhỏ hình như là được giữ rồi. Manaza không nói thêm cái gì quay người vào bên trong, tên thuộc hạ lấy hết can đảm nói với theo, đại nhân hay là gọi đại quân của mậu ngũ rút ra ngoài trước nhỉ. Không rút lui được, người khác không biết dương khai, ta còn không biết rõ hay sao chứ. Đại danh của mặc tộc dựa vào vực môn, ý đồ chiến lược nguyên bản chính là vừa có thể tấn công mà có thể chạy trốn. Cho dù không địch lại nhân tộc, nhưng cũng có thể thông qua vực môn mà rút quân, cố gắng bảo toàn sức mạnh của bản thân nhưng mà ở trước mặt của Dương Khai, đường lui này hoàn toàn bị niêm phong, Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian, nhất định vào ngay lúc đầu sẽ phong tỏa vực môn, hê hey hê, hey, nhớ ta chưa hả? Hiện tại phía mậu ngũ e rằng, đang còn tiến hành một trận tàn sát, có chuyện muốn tìm các ngươi nói chuyện đây. Cũng không biết lần này có bao nhiêu mặc tộc chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể nói may mà các vị ngụy vương chủ kia thấy tình hình bất ổn đã chạy nhanh rồi, đem theo nhiều vực chủ cũng bỏ chạy, xem như là may mắn đi tiếp tục truyền tin nghiêm ngặt giám sát hướng đi của dương khai có bất cứ động tĩnh gì báo cáo lại mọi lúc mọi nơi manaza không nhịn được nâng chân dẫm một cái thật mạnh lên đầu lâu búp bê khai chỉ có làm như thế hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút rất nhanh tin tức trải qua từng tầng dung chuyển truyền đến bất hồi quan dương khai xuất phát từ mậu ngũ đã đến ngân xương vực dương khai hiện thân ở tịch lịch vực phát hiện căn cứ mặc tộc của nơi này đang tăng tốc đội ngũ khai thác vật tư của trúc long vực mất đi tin tức gặp phải dương khai độc thủ mỗi một tin tức chuyển đến manaza trong lòng lại thêm một cục bất hận chỉ có cách dùng búp bê hình nộm dương khai mà dày vò nhìn bản đồ theo dõi tin tức chuyển đến manaza hàm răng cắn chặt là bất hồi quan ư dương khai một đường đi đến đây đã trực tiếp chạy đến bất hồi quan rồi sống khi dương khai còn là bát phẩm khai thiên hắn đã thường xuyên chạy đến bên bất hồi quan gây chuyện bây giờ tên này lại tấn thăng cửu phẩm sớm muộn cũng sẽ đến bất hồi quan nhưng mà ta không thể ngờ được Tên Dương Khai này lại gấp gáp như vậy. Rất tốt, hắn dám đến thì phải gánh vác hậu quả, Manaja nở một nụ cười vô cùng âm hiểm, chắc chắn nếu anh Khai đến, đón chờ hắn chính là bẫy dập liên hoàn của Manaja. Mặc tộc trước đây đã từng lên kế hoạch một lần, sớm đã bố trí tứ môn bát cung tu di trận ở vực môn, phong tỏa hư không, kết quả Dương Khai không hiện thân từ vực môn mà là từ một con đường tắt khác, hiện thân từ hướng Mặc Chi chiến trường, kế hoạch thất bại lần nữa. Nhưng tình hình bây giờ thì không giống. Năm đó Dương Khai khi còn là bát phẩm khai thiên rất cẩn thận, nhưng bây giờ thực lực của hắn tăng lên rồi. Lại nhìn tuyến đường đi của hắn, rõ ràng là thông qua vực môn đi vào bất hồi quan, đây là cho mặc tộc chúng ta cơ hội. Một lúc sau bên trong vương chủ mặc xào của mặc vực, cái gì hả? Dương Khai hiện thân mậu ngũ vực, chém chết vài vị ngụy vương chủ, đại quân mặc tộc ở phía mậu ngũ cũng đã bị đánh bại rồi ư. Đại nhân xin hãy bớt giận, ta có một kế, kế gì hả? Có tin được không đó? Là thế này thế này, ừ, ừm ừm, và cứ như vậy một âm mưu to lớn được bày ra. Một tháng sau hư không không chi vực, anh Khai vừa xuyên qua vực môn đã nghe tiếng nổ lớn vang lên từ nơi xa, mặt đất lúc này khắp nơi đều biến dạng, địch, làm cái gì vậy chứ? Thân ảnh của hắn hóa thành tia sáng bay đi, ở đâu rồi nhỉ, ở xa như vậy mà vẫn còn có động tĩnh sao? Rất nhanh sau đó, Dương Khai phát hiện ra trận chiến của ba cự thần linh, A Đại bị tên cự thần linh màu đen số một đánh bẹp xuống đất còn a đại thì đang đứng phía sau hỗ trợ ngăn cản tên cự thần linh màu đen số 2 thì không thấy đâu ặc ặc sao vừa mới vào thì đã nhìn thấy a nhị bị đánh rồi vậy anh khai ngửa đầu hít một hơi thật sâu sau đó gầm lên vang vọng khắp hư không a đại a nhị cố lên âm thanh của hắn khiến a đại giật mình nhìn về nào ngờ nhân lúc đó tên mặc sắc cự thần linh số một phung quyền một đấm vào mặt a đại khiến cả mặt a đại sưng húp lên cay lắm A đại bổ người lao đến ôm chầm lấy tên cự thần linh màu đen khiến cho tên cự thần linh này không thể cử động. Nhân cơ hội A đại tạo ra, A nhị phá đất bò dậy lấy đà từ phía xa một cước tuyệt hậu ầm ầm đạp tới. á hự, tên cự thần linh màu đen số một cả mặt tái mét mồ hôi đầm đìa, quả đạp tuyệt hậu vừa rồi chỉ nhìn thôi đã cảm thấy xót xa rồi. Anh khai từ xa nhìn một màn này mà hai chân không tự chủ khép chặt lại với nhau, vẫn không nên làm phiền đến bọn nó thì hơn. Cùng lúc đó tại cửa vực đi về bất hồi quan. Một tên vực chủ đang ngồi vừa ngủ gật vừa gác cửa vực môn bất chợt nghe âm thanh hét lớn khiến hắn giật mình tỉnh lại từ cơn mê. A à đại, a à nhị, cố lên. À, ai vậy nhỉ? ồn ào lớn tiếng như vậy, không có chút công đức nào. Nhưng rồi cả người hắn bỗng giật bắn lên, nghe âm thanh có hơi giống với nam nhân đáng sợ kia. A a a, báo tin a. À. Rất nhanh sau đó, anh khai từ không chi vực xuyên qua vực môn tiến vào bất hồi quan. Đến rồi, ừm, sao còn có một cái ghế nhỏ nữa vậy nhỉ? nhưng rồi đồng tử hắn chợt co rút lại ngẩng đầu nhìn về phía trước trước mặt hắn là ngào ngạt thân ảnh cường giả mặc tộc ở bất hồi quan toàn bộ đều có mặt đang nhìn chằm chằm lấy hắn cụ khụ dương khai quan sát một vòng sau đó bày ra bộ dáng thong dong chỉ vậy thôi sao cái gì hừ dương khai ngươi thật đúng là to gan mà vận may của ngươi cũng không tệ nhỉ hừ y hắn nói là mình may mắn mói có thể đứng ở đây ư ha ha vận may của ngươi cũng không kém sao thế hả mọi người vẫn luôn đợi ta, ta đến rồi, không động thủ sao. Đối diện với lời khiêu khích đến từ Dương Khai, toàn bộ mặc tộc đứng xung quanh đều im lặng không ai nói câu nào. Mana ra trong lòng vô cùng âm trầm, trước tiên phải để hắn tránh xa cử vực, như vậy mới có thể để kế hoạch hoàn mỹ thi triển. Nếu không tên sát tinh này chỉ cần không muốn tranh đấu với chúng ta, quay đầu bỏ chạy, vậy tất cả bố trí đều sẽ lãng phí vô ích. Hai mặc thú vận chuyển hàng hóa kéo qua đây làm bia đỡ đạn, hy vọng có thể giữ chân hắn trong nửa phút. Dương Khai quan sát một vòng rồi lại ngoảnh đầu nhìn vực môn ở sau lưng, ta hiểu rồi, đây là sợ ta bỏ chạy đúng không hả? Thế như vậy thì đã sao hả? Dương Khai vung tay, vực môn phía sau lưng trong nháy mắt liền bị phong ấn toàn bộ, hành động này của hắn khiến cho vô số ánh mắt của mặc tộc đại quân như muốn lồi ra. Đây là, tên này đang muốn làm gì vậy? Động thủ đi, lời vừa dứt, vô số công kích từ khắp nơi điên cuồng đánh đến, thân ảnh của Dương Khai hóa thành tia sáng hướng đại quân mặc tộc lao đi. Đây không phải là toàn bộ, 12 vị ngụy vương chủ mỗi bên đều giữ một trận cơ bố trí phong thiên tỏa địa đại trận, một khi trận thế kết thành thì có thể phong tỏa được vùng hư không này rồi. Lúc đó Dương Khai không thể nào chạy trốn được, thấy Dương Khai lao đến, hai con mặc thú to lớn gầm thét xông ra muốn ngăn cản dành thời gian cho đại quân mặc tộc bố trí đại trận. Nhưng trong chớp mắt đó, long ngâm cao vút vang vọng hư không, anh Khai Long Hóa đuôi rồng vẫy ra một đập đè chết hai con mặc thú, cái gì? Thánh Long ư? Lại trong chốc lát bị diệt rồi. Tên Dương Khai này từ lúc nào mà lại thành rồng rồi vậy? Vừa là cửu phẩm vừa là Thánh Long, nội tình của tên này rốt cuộc là thâm hậu đến cỡ nào chứ? Dương Khai thân ảnh không hề dừng lại chút nào, hắn lao tới đại quân mặc tộc điên cuồng chém giết, "Hãy để ta xem thử các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh nào, từ sau khi tấn thăng lên cửu phẩm, ta vẫn luôn muốn thử giới hạn của bản thân." một chảo đập xuống vị trí ba tên ngụy vương chủ đang kết trận chết tiệt đại trận suýt nữa là hoàn thành rồi trận cơ và ngụy vương chủ đều không thể thiếu được long chảo của anh khai vung ra chụp tới hai tên ngụy vương chủ sau đó siết chặt bây giờ chính là cơ hội hai tên ngụy vương chủ này bị bóp cơ thể không ngừng vang lên thanh âm xương cốt nứt vỡ máu tươi phụt ra không ngừng thời khắc nguy cấp một đạo công kích khủng bố từ nơi xa đánh thẳng vào mặt thánh long người ra tay không ai khác chính là mana ra kết hợp với đám mặc tộc ở phía sau bây giờ ngươi hình như càng dễ trúng đòn nhỉ công kích ầm ầm đánh tới long chảo đang chụp lấy hai tên ngụy vương chủ hơi thả lỏng ra hai tên này không chút do dự liền ôm theo thương thế tức tốc lao đi nhanh chạy trốn thôi ổn định lại thân hình long chảo một lần nữa định chụp tới hai tên ngụy vương chủ bất chợt vài tên mặc tộc vực chủ lao tới túm chặt lấy vuốt rồng của hắn dương khai ngươi đừng có kiêu ngạo mình mạnh mình có quyền mình thích dậy đó được khum bùm bùm hai tiếng hai tên vực chủ bị anh khai đánh nổ bay về trước mặt một tên ngụy vương chủ đang bỏ chạy muốn đi đâu hả ở phía xa xa một ả ngụy vương chủ nhìn về đám mặc tộc sau lưng hết ầm lên nhanh đi cứu ngụy vương kia ra ngoài mau muốn ư ngươi nghĩ bản thân muốn là được ư chỉ có ta mới được phép làm dị thôi này thì muốn này trả lại cho các người thi thể của tên ngụy vương chủ bị anh khai đánh nổ bay về ả mặc tộc vừa mới hết chưa dừng lại ở đó bài long bãi vĩ vung mạnh một đuôi đập bay một đám mặc tộc đám mặc tộc này bị sợ hãi tràn ngập tâm trí vừa mới ổn định lại thân hình đã không chút do dự mà hóa thành tia sáng hướng về phía xa lao đi mất dạng manaza trong lòng siết chặt muốn đối phó với dương khai tứ môn bát cung tu di trận là không thể thiếu đừng nhìn thấy dương khai trước mắt bị thê thảm bao vây tấn công không có đại trận phong tỏa hư không khi hắn muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi không ai có thể ngăn hắn lại được vốn dĩ khi đại chiến vừa mới bắt đầu các ngụy vương chủ phụ trách bố trận đã bắt đầu chuẩn bị chỉ thiếu một trận cơ cuối cùng. Sao vào lúc mấu chốt thì lại bị Dương Khai phát giác ra, việc sắp thành lại hỏng cơ chứ, hay là nói. Hắn sớm đã phát hiện kế hoạch của ta, sớm đã đề phòng với chuyện này rồi ư. Trên thực tế, vừa nãy khi hiện thân ở cửa vực, ta đã phát giác ra được tồn tại của tứ môn bát cung tu di trận rồi, là cái ghế nhỏ nói cho ta biết. Nếu Manaza mà biết mọi sắp xếp của hắn đều bị cái ghế mà tên thuộc hạ để lại làm hỏng chắc hắn sẽ xé xác tên thuộc hạ ra thành nghìn mảnh mất sở dĩ muốn phong tỏa cửa vực cũng không phải là do ta ngông cuồng tự đại, mà là muốn mượn tay này để hóa từ bị động thành chủ động. Là vấn đề của ta sao? Sao cảm giác bản thân hắn đã cắt đứt đường lui rồi vậy? Sai không phải là ngươi, mà là thế giới này. Nếu như không phong tỏa cửa vực, bên phía mặc tộc cho dù cường giả có nhiều cũng sẽ không dễ dàng ra tay với ta, chỉ đợi ta đi vào trong đại trận. Trong tình huống đó anh khai sẽ chỉ như một chú gà ham ăn, tốt xấu gì cũng phải cho chút gạo chứ. Được rồi, được rồi, không vội, cứ chơi đùa với hắn một chút. Phong tỏa cửa vực là tự cắt đứt đường lui, cũng là cung cấp thêm một cơ hội cho mặc tộc ra tay. Anh khai lúc này sẽ như là thiếu nữ xinh tươi mơn mởn bị một đám tặc nhân bao vây chỉ có thể co do cúm rúm trên giường. Đừng mà, em chưa tới tuổi trăng tròn nữa, các đại ca xin hãy tha em, lão đại, như vậy còn không lên nữa sao? Nếu như vậy, trận pháp mà mặc tộc bố trí trước đó sẽ không có đất dựng võ rồi, cần phải bố trí lại. Bây giờ ta chỉ cần đề phòng đại trận của mặc tộc, không để cho bọn họ bố trí ổn thỏa, cơ bản là nằm ở thế bất bại. Manaza cùng mặc vực nhìn một màn bày ra trước mắt đã không thể chịu nổi nữa. Manaza on the mic. Ta ở trong càn khôn lư đã từng giao thủ với Dương Khai, hơn nữa chịu thiệt thòi lớn, nhưng mà Dương Khai của lúc đó không phải là đỉnh phong. Cảnh giới cửu phẩm, cơ thể thánh long, từ thời cổ đến nay, chưa bao giờ có sinh linh nào đem hai thứ này hội tụ lên trên một cơ thể cả. Đổi thành cửu phẩm bình thường, làm gì có bản lĩnh như vậy chứ, Manaza tức giận gầm lên ném phăng cái micro, còn mặc vực ở một bên thì thở dài ngao ngán nằm tựa ra ghế. Ai, tên này trước đây còn bị ta đuổi đi như thỏ, nhiều năm như vậy, thực lực đã trưởng thành đến mức độ này rồi ư. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội tiếp tục trưởng thành được. Nghĩ đến đây, Manaza cùng mặc vực đồng thời liên thủ ngưng tụ một đạo công kích vô cùng khủng bố hướng dương khai mà đánh đến. Chỉ nghe bùng một tiếng, đắc thủ rồi ư, long ngâm thì lương vang vọng hư không, thân thể thánh long của dương khai như viên đạn pháo ầm ầm rơi xuống niềm vui còn chưa được bao lâu mặc vực cả người giật bắn lên cái gì sao vừa hay lại rơi lên trên mặc xào cấp vương chủ vậy đừng mà please dương khai ầm ầm rơi xuống phá tan tòa mặc xào bất chợt từ bên trong mặc xào một ả ngụy vương chủ gầm thét la lên là thứ gì đụng qua đây vậy ây xem thử ta tìm được ai này trước đây hình như ngươi đều muốn đánh chết ta Ả à, ngụy vương chủ này không ai khác chính là vừa nãy ăn một đuôi sau đó hoảng sợ chạy mất. Nào ngơ đã vào bên trong mặc xào trốn rồi giờ này lại bị anh khai bắt được chứ. Không cái gì có thể đen hơn nữa mà. Cứ như vậy một màn vật lộn qua đi. Khi đám Manazha chạy đến nơi thì ả à, mặc chủi đã bị anh khai xách cổ. Tìm ta hả? Bây giờ ta có hơi bận rộn một chút. Cái gì? Tiểu tử này lại dám hủy đi xào cấp vương mặc chủ của chúng ta? Thật đúng là to gan bằng trời mà. Hắn căn bản không xem chúng ta ra gì thả hắn đi. Bàn tay siết mạnh, đầu lâu của Ả Ngụy Vương chủ liền bị bóp nổ như dưa hấu, Dương Khai hất mũi nhìn về đám người Mana gia, ngươi bệnh chưa tỉnh ngủ sao? Mặc vực cả người như phát điên, con mắt duy nhất không ngừng tỏa ra mặc khí, ngươi, xem ra mặc tộc của các người cũng sắp sinh ra vương chủ đời mới rồi, trước tiên là chúc mừng các ngươi một chút. Vực chủ bị ta bắt được khí cơ hùng hậu, rõ ràng không phải là vực chủ bình thường, mà là có tư cách tấn thăng lên vương chủ nhưng mà cho dù hắn có tư cách hay là không lúc này cũng đều đã chết rồi, bất hồi quan trước mắt còn có không ít mặc xào cấp vương chủ, ít nhất cũng phải 300, 400 tòa gì đó, trong đó nhất định là còn có rất nhiều vực chủ. Nếu như có thể đem toàn bộ hủy hoại, hè hè hè, tương lai của mặc tộc không phải sẽ trở thành một vùng tối tăm hay sao? Trận chiến vừa nãy đã mở mang tầm mắt với sự lớn mạnh của Dương Khai rồi, Dương Khai nếu như cố chấp ra tay với những mặc xào cấp vương chủ kia thật sự là không có cách nào tốt để ngăn cản, đám mặc tộc đang vô cùng lo lắng không biết phải làm sao, bất chợt anh khai phủi phủi tay một bộ như chơi đùa đã xong. Trận chiến ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi, ta cũng không làm gì được các ngươi nữa, các ngươi cũng không giữ được ta, cáo từ trước đây. Nói rồi Dương Khai thân ảnh hóa thành tia sáng bay vụt đi, cứ để tên tiểu tử này chạy như vậy sao, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Vẫn chưa đủ xem trọng hắn nếu như mấy năm trước sớm giết chết hắn thì sẽ không có phiền phức như vậy rồi. Mặc vực vô cùng hoài nghi nhân sinh ngoảnh đầu nhìn Manaza hỏi thăm, hắn chạy đến đây chỉ vì chịu bị đánh một trận thôi ư. Ừ. Hắn đi mặc chi chiến trường làm gì cơ chứ, tên này luôn xuất thần nhập quỷ như vậy. Như bất chợt nghĩ đến cái gì Manaza hoảng hốt hét lên sau đó bay vụt đi hướng về cửa vực liên thông không chi vực, không hay, là cửa vực. Cửa vực đã bị Dương Khai thi triển không gian thần thông phong tỏa rồi, trước đây Dương Khai phong tỏa cửa vực lần đó hắn đem tàn quân của nhân tộc đi vào trong không chi vực lại thành công cứu ra được cơ lão tam cửa vực đã bị phong tỏa mặc tộc tốn rất nhiều sức lực mới có thể đà thông lại dương khai năm đó chỉ có tu vị bát phẩm lúc đó thủ đoạn hắn phong tỏa cửa vực vẫn không bằng bây giờ bất hồi quan là căn cơ của mặc tộc ở đây mỗi một giây một phút đều có mặc tộc sinh ra liên hệ của bất hồi quan và tam thiên thế giới đã bị cắt đứt đối với ưu thế của mặc tộc và sĩ binh của chiến trường đều có nguy hại rất lớn tiền tuyến chiến sự thay đổi, không có nhiều thời gian để lãng phí. Vừa mới tới nơi Manaza đã vội vàng ngưng tụ ra công kích mạnh mẽ đánh thẳng tới vực môn, nhanh, cưỡng ép tấn công vào cửa vực, nhất định là phải phá giải. Mà cùng lúc đó trên một mảnh phù lục của Mạc Chi chiến trường, Dương Khai miệng phun ra một ngụm kim huyết, dùng sức mạnh của một người đánh lại nhiều cường giả mặc tộc như vậy. Thật sự là chịu một trận đòn không vô ích, nếu như không phải da thịt của mình dày thì vẫn có chút không chịu được. Mặc dù đã thương một vài ngụy vương chủ, nhưng mà không có giết được mấy người quả thật là có chút tiếc nuối xem ra nhân lực cũng có giới hạn không cưỡng ép được vài ngày sau một bóng đen bay vụt qua vị trí mà anh khai dưỡng thương có lẽ không phải là ở đây đâu con hàng này vừa định bay đi đã nghe được giọng nói lạnh ngắt vang lên bên tai phái một người đến ngay cả ngụy vương cũng không phải qua đây xem ra mục đích của ta quả thật sự đã đạt được rồi tên vực chủ kinh hãi hết ẩm lên tăng tốc lao vụt đi là dương khai Chumia. Nhưng kết cục của hắn thì ai cũng đã biết rồi, rất nhanh đã chỉ còn là một bãi máu, chủ lực đều đã đi giải phong cửa vực rồi, có lẽ sẽ để cho bọn họ đau đầu một khoảng thời gian. Bọn họ càng đau đầu thì càng tiện cho kế hoạch tiếp theo của mình. Một hồi sau, ma sát chiến khu, nơi đội ngũ giả lão của nhân tộc được sắp xếp đi khai thác khoáng sản vật tư. Sắp 700 năm rồi, Dương Sư Đệ vẫn chưa có tin tức gì, không lẽ là xảy ra sự cố gì rồi đấy chứ, chiến trường nguy hiểm, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra vậy chúng ta nên đi đâu về đâu ở đây là sâu trong mặc chi chiến trường nếu không có dương khai tiếp ứng chúng ta không thể nào quay về tam thiên thế giới bất hồi quan cũng không qua được triệu sư đệ bọn họ trước đây cũng đã truyền tin về hỏi qua chuyện này cảm thấy nên sử dụng đường lui kia đi sơ thiên đại cấm sao đây là dương sư đệ trước đây dặn dò qua cũng là đường lui duy nhất của chúng ta sơ thiên đại cấm đường đi xa xôi giữa chừng còn có nhiều nguy hiểm chuyến đi này ít nhất cũng phải hai ba chục năm ngươi và ta bát phẩm ngược lại cũng không sao, nhưng những người trẻ tuổi tứ ngũ phẩm kia chưa chắc có thể chịu được. Quả thật đây là một vấn đề, cho nên Triệu sư đệ bọn họ nói không chừng bây giờ phải xuất phát đi đến Sơ Thiên Đại Cấm rồi, thời gian 700 năm mặc dù không ngắn, nhưng đối với thượng phẩm khai thiên mà nói cũng không xem là quá dài, nói không chừng là Dương khai sư đệ đã gặp phải chuyện gì nên làm lỡ thời gian. May mà nhiều năm như vậy chúng ta cũng không bị Mặc tộc phát hiện tung tích, tạm thời tình cảnh cũng xem là an toàn, vậy phải đợi thêm sao? chỉ đành như vậy thôi. Đúng lúc này, trong ngực truyền đến cảm giác nóng gian, không linh châu sáng rực lên quang mang, hửm, đây là, không linh châu có phản ứng rồi. Không gian lóe lên, Dương Khai xuất hiện trước mặt hai người, Dương Sư Đệ, ngươi thật sự là Dương Sư Đệ yêu dấu của chúng ta đây sao? Không những thế, từ khí tức mà cơ thể Dương Khai tỏa ra, đám người hai mắt trợn tròn lên vì kinh hãi, cửu phẩm sao, ô oh mai lady gaga. Bài kiến hai vị sư huynh, làm phiền hai vị đợi lâu rồi, có phải ngươi là cửu phẩm rồi không hả? Sư huynh đúng là có mắt nhìn, ta quả thật đã tấn thăng cảnh giới cửu phẩm rồi, rất tốt, amazing good job em. Nghe tin hắn đến, từng thân ảnh vội vàng chạy tới, dương sư đệ, cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Nếu như ngươi còn không hiện thân, chúng ta chỉ có thể nghe theo dặn dò năm đó của ngươi, đi đến sơ thiên đại cấm tập hợp với thoái mặc quân rồi. Sư đệ, ngươi đã tấn thắng cửu phẩm rồi ư, ai gặp cũng hỏi, ai gặp cũng phải trả lời. Dương Khai bất đắc dĩ dơ lên biển báo tấn thăng cửu phẩm cho những ai chưa biết hoặc có ý muốn hỏi thăm biết luôn. Sư đệ nhiều năm vẫn chưa hiện thân như vậy, là bế quan đột phá rồi ư. Ngược lại cũng không phải, chuyện này nói ra thì rất dài, không vội, có gì thì từ từ nói, nói ra câu chuyện của ngươi đi, có ai muốn thêm trà không, tiểu nhị, đem cho ta thêm mấy đĩa hướng dương nữa đây. Sau đó Dương Khai đem sự thay đổi của nhân tộc trong những năm nay nói lại một lượt cho đám người ở nơi xa xôi này nghe ngóng hóng hớt. Cái gì? Càn Khôn lưu hiện thế rồi ư? Đại chiến của chúng ta và Mạc tộc đã toàn diện bộc phát rồi ư? Oh my god, thật không thể tin được. Cái gì? Thế giới trong lưu làm nhân tộc sinh ra bốn vị cửu phẩm ư? Không phải chứ? Âu Dương Liệt cũng là một trong bốn vị cửu phẩm kia sao? Lời vừa ra, cả đám người đều nhìn lại vị bát phẩm vừa lên tiếng, sao vậy? Âu Dương người đó lại có thể tấn thăng cửu phẩm không phải rất kỳ lạ sao? Lời vừa ra như tiếng sấm thức tỉnh sự im lặng của đám người, từng cánh tay giơ lên, thư cho chết đó vậy mà cũng có thể tấn thăng cửu phẩm rồi ư hắn còn có thể may mắn như vậy được sao không thể tuyệt đối là không thể đột nhiên ta cảm giác bản thân có chút thất bại à ầy kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc cửu phẩm chính là cửu phẩm nhân tộc thêm một cửu phẩm cũng là chuyện tốt không sai đối với đại thế mà nói âu dương liệt tấn thăng cửu phẩm đối với nhân tộc quả thật là sự giúp đỡ rất lớn nói rất đúng xem ra trong càn khôn lưu này mặc tộc tổn thất không nhỏ nhỉ chết mấy ngụy vương chủ còn có một vị vương chủ manaza ngược lại là tấn thăng vương chủ thoát được một kiếp ngoài ra ngoại trừ bốn vị cửu phẩm tấn thăng trong càn khôn lư ngụy quân dương sư huynh và lạc thính hà sư tỷ trước đây cũng đã thành công đột phá trước mắt tiếu tiếu lão tổ và võ thanh lão tổ cũng đã thoát khỏi khống chế mỗi người đều thống lĩnh một đại quân nói như vậy nhân tộc trước mắt là có tám vị cửu phẩm luôn ư chín vị còn có một vị không quen hắn tên là ô quảng bây giờ phụ trách tọa trấn sơ thiên đại cấm là thân thể chuyển thế của phệ nhớ lại năm đó sau đại chiến của không chi vực cửu phẩm của nhân tộc tích lũy trong mấy năm nay gần như đều là toàn quân bị hủy diệt đến ngay cả long hoàng và phượng hậu đương đại đều chiến đấu mà chết rồi chỉ còn lại hai vị lão tổ nhưng bọn họ lại khống chế mặc sắc cự thần linh không thể thoát thân trong chớp mắt một nghìn năm trôi qua nhân tộc cuối cùng cũng sinh ra được cửu phẩm mới rồi đúng vậy hơn nữa số lượng cũng xem là không ít kiên trì nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đón đến ánh sáng. Dương Khai kể lại chi tiết tình hình của nhân tộc, nhiều bát phẩm nghe xong săn tay áo lên, đều hận bây giờ không thể lên tiền tuyến chiến trường, giết cho lòng trời lở đất. Sở dĩ kéo dài nhiều năm như vậy thật sự là có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, thật sự làm phiền các vị phải đợi lâu rồi. 700 năm thôi mà, đợi thì đã sao, các tướng sĩ tắm máu và liều chết ở tiền tuyến, chúng ta ở đây cũng không gặp nguy hiểm gì. Hôm nay đến đây, một là cùng với các vị giao nhận vật tư khai thác trong những năm nay, hai là muốn hỏi các vị có dự định quay về hay không, nếu như có, ta có thể đưa các vị về. Quay về ư, vật tư nhân tộc trước mắt rất quan trọng sao? Nhân tộc mặc dù đã thu phục không ít đại vực, nhưng thu hoạch cũng không lớn, trước khi mặc tộc rút lui, gần như đem tất cả càn khôn lưu bóp nát hết, cái này. Không sao, chuyện vật tư các vị không cần phải lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, ngươi có chủ ý gì hay sao? vật tự bên nhân tộc đang thiếu, mặc tộc không thiếu, bọn họ chưa bao giờ đau đầu vì chuyện vật tư, nếu như bọn họ có, thế thì đi mượn một ít vậy. Vinh quang trên dưới của nhân tộc, chuyện vật tư là chuyện lớn, hiệu suất chúng ta khai thác vật tư mặc dù cũng không xem là quá cao, nhưng ít nhiều cũng có được một vài thu hoạch, hơn nữa nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn che giấu rất tốt, mặc tộc chưa bao giờ phát hiện qua hành tung của chúng ta. Theo như ta thấy, chúng ta vẫn nên ở lại tiếp tục khai thác vật tư đi. Còn về chuyện trên chiến trường cứ giao lại cho những hậu sinh, các vị thấy thế nào hả, cái này? Quả thật là như vậy, chúng ta khai thác tốt vật tư, ủng hộ cho tiền tuyến mới là chính xác. Đánh cả đời với mặc tộc, ra rồi ra rồi, cũng nên hưởng phúc thôi, ở lại đây cũng khá tốt, các hậu sinh cũng phải nhận trách nhiệm của những tiền bối chúng ta. Nhớ lại năm đó chúng ta cũng không phải trôi qua như vậy sao, cho bọn họ chút cơ hội rèn luyện là được, đúng vậy, chuyện đánh đánh giết giết cứ giao lại cho người trẻ các lão gia hỏa ở lại hưởng phúc, thế thì để chúng ta ở lại đây đi. Mặc dù vật tư khai thác được không nhiều nhưng cũng còn có thể có chút tác dụng, Dương Khai định nói thêm cái gì nhưng rồi lại mím môi. Nếu đã như vậy, thế thì cảm ơn các vị rồi, nhưng mà cũng xin các vị hãy chuẩn bị tốt, cục diện như vậy sẽ không tiếp tục kéo dài. Rồi cũng có một ngày nhân tộc sẽ phản công lại quy mô lớn, đợi đến ngày đó, có lẽ là còn cần các vị ra sức. Đám bát phẩm bàn tay vỗ mạnh lên ngực, Dương Sư Đệ yên tâm, chúng ta gừng càng già càng cay, giết mấy thằng nhãi danh của mạc tộc vẫn không thành vấn đề. Đây là vật tư mà chúng ta khai thác được trong những năm nay, đều phân ra trong 10 chiếc nhẫn không gian này. Như vậy, cho dù có xảy ra sự cố, ngươi cũng có thể cố gắng bảo vệ cho bọn nó, không bị một lưới tóm hết, các sư huynh đã suy nghĩ chu toàn rồi, tạm biệt, đi đường bình an. Một hồi sau đó, Dương Khai xuất hiện tại phụ cận vực môn, ồ, cửa vực đã mở lại rồi à. Cường giả mặc tộc nhiều, hai vị vương chủ tụ tập ở bất hồi quan, nhiều người như vậy liên thủ, cưỡng ép phá cửa vực cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng mà với trí tuệ của Manaza, có lẽ đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi đúng không? Phong tỏa cửa vực đối với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với mặc tộc mà nói là ngang bằng với một trận tai họa, đặc biệt là những đại quân mặc tộc vẫn đang còn chinh chiến ở bên ngoài. Bất chợt tinh thần của Dương Khai có chút giật mình hoảng hốt, từ nơi cõi u minh dường như có một con mắt đang nhìn chằm chằm lấy hắn, ta cảm giác có thứ gì đó ở đây bắt được ngươi rồi. Dương Khai tiến vào trạng thái ẩn thân học được của lôi ảnh nháy mắt liền biến mất hơi thở lại bí ẩn như vậy có lẽ là lính canh gác chuyên tu loại bí thuật này rất nhanh sau đó Dương Khai tìm tới phụ cận của à Ngụy Vương chủ yêu Nguyệt vừa nhìn nàng ta yêu Nguyệt cả người bỗng lạnh buốt lên không chút do dự liền ngửa đầu hét lớn Manazara đại nhân chớp mắt Manazara đã xuất hiện bên cạnh à có một cảm giác rất kỳ lạ manaza tâm thần tỏa ra bao trùm một mảng hư không không có thu hoạch gì ừ. dương khai ta biết ngươi đang ở đây sao phải che giấu thân phận chi bằng hãy hiện thân gặp mặt đi anh khai im lặng không hề hồi đáp manaza thấy thế thì hừ lạnh một tiếng tiếp tục cảnh giác vâng như vậy thì cũng quá cẩn thận rồi mặc tộc đề phòng nghiêm ngặt như vậy không dễ xử lý bất đắc dĩ anh khai liền đổi khu vực đánh bắt về nơi khác một hồi sau Trước mặt Dương Khai bất chờ xuất hiện một tên ngụy vương chủ an mảnh, cơ hội tốt. Như nào ngờ vừa định lao đến, tên ngụy vương chủ này vừa thấy lạnh sống lưng liền to giọng hét lớn, vương chủ đại nhân. Ngay lập tức mặc Tực từ trong hư không xuất hiện đứng bên cạnh bảo vệ cho tên ngụy vương chủ, anh Khai thấy thế tối mặt quay xe rời đi. Những tên này, từng người một đều ham sống sợ chết đến mức độ này, bảo mình làm thế nào mà tiếp tục thi triển thủ đoạn nữa đây chứ. mặc Phực nhìn vào hư không quát lớn, Dương Khai... Ta biết ngươi đang ở đây. Anh khai nào có thèm quan tâm chứ? Hắn bay một mạch đến vị trí một chiếc mặc xào. Ta không đối phó được với những ngụy vương chủ các người đã có phòng bị sẵn. Đối phó với mặc xào cũng không có vấn đề gì đúng không? Một đấm mạnh mẽ đánh vào bên trong một mặc xào vương chủ, âm thanh nổ lớn vang lên khiến vô số ánh mắt tập trung nhìn lại. Là Dương Khai. Từ bên trong mặc xào một tên ngụy vương chủ lục cột bò ra, dưỡng thương được hơn một nửa. Sao nơi này lại bị nổ tung nữa rồi? Hihi. Hi bắt được cá lớn rồi dương khai là người sao tên ngụy vương chủ vừa chui ra từ đống đổ nát nhìn thân ảnh trước mặt mà cả người như chết lặng hít thở không thông vừa mới đem tên ngụy vương chủ này cuốn vào bên trong thời không trường hà thì phía sau lưng công kích đã ầm ầm đánh tới dương khai đám người manaza lúc đuổi tới nơi thì anh khai đã mất dạng chạy nhanh thật đấy manaza sắc mặt vô cùng âm trầm hắn ngoảnh đầu nhìn lại đám mặc tộc sau lưng đại trận tại sao lại không thể dùng được hả vì để phòng bị Dương Khai đánh lén, Manaza sớm đã bố trí đại trận ở khắp nơi bất hồi quan, chỉ đợi Dương Khai hiện thân trong chớp mắt có thể dùng đại trận phong tỏa hư không, sử dụng rồi, nhưng hắn không dùng thuật thuần gì. Dương Khai hắn chỉ là thôi động độn pháp để chạy trốn, đại trận căn bản không có hiệu quả. Hắn dừng lại rồi kìa, lời vừa ra, toàn bộ mặc tộc đều đưa mắt nhìn về hư không. Anh Khai thân ảnh lơ lửng trên không như trêu tức, không đuổi theo nữa sao hả? Có bản lĩnh thì ngươi đừng không để cho Manaza nói dứt câu, trong tay của anh khai đã túm lấy tên Ngụy Vương chủ vừa mới bắt được. Bùng một tiếng, tên Ngụy Vương chủ bị ném xuống mặt đất, vừa mới lộc cọc bò dậy thì không gian xung quanh hắn đã bị siết chặt lại, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra, cứu, SOS, cứu tao bầy ơi bầy. Bùng phốc bùng, cơ thể của tên Ngụy Vương chủ cứ như bị trước mắt của bao người bị Dương Khai bóp nổ, toàn trường tĩnh lặng, vô số ánh mắt đã sợ hãi sợ lại càng sợ hơn. Manaia lúc này không nhịn được nữa mà cam phẫn gào lên ngưng tụ công kích đánh tới. Dương Khai thứ chó chết nhà người. Anh Khai chẳng thèm để ý tới sự tức giận của bọn hắn, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất bật người bay lên không trung né tránh công kích. Manaia, Mặc Vực, hai vị bây giờ là ai đang làm chủ sự vậy? Dương Khai thân hình ngồi giữa hư không, bộ dáng cao cao như đang tra hỏi thuộc hạ của mình vậy. Hai con hàng Manaia cùng Mặc Vực vô cùng cam tức nhưng bọn hắn biết không có cách nào làm gì Dương Khai chỉ có thể ôm hận nuốt cục đắng này vào trong bụng chờ cơ hội trả thù. Để xem anh khai của chúng ta sẽ vay tiền như thế nào mời mọi người đón chờ vào tập ngày mai nhé. Hết tập 222 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, yêu yêu cả nhà, chu cà mo, chụt chụt.